Alo, đây nhá chị nhá. Thì đầu tiên ấy, chị sẽ vào cái ảnh số trắng này. Ok không ạ? Thì chị tạo ra một cái bức ảnh gọi là ảnh cá nhân của mình, y nguyên cái ảnh này. Đấy, em lấy ví dụ, em vừa tải cái ảnh Facebook của một chị thêm vào chẳng hạn. Đây. Thì ảnh cover của chị thêm đây. Thì công việc của mình là chỉ cần để cái ảnh nó có kích thước mọi thứ giống như ảnh này. Đấy. Hơi lệch một tí. Sau đó chúng ta xóa cái ảnh cũ đi. Đúng không? Bởi vì cố gắng là như này. Cái giữa của bức ảnh cũ này. Đấy. Ok, ví dụ như thế này. Đấy. Chúng ta xóa cái ảnh cũ đi. Đúng không? Thì còn cái ảnh này. Và chỉ cần làm một thao tác nữa đó là kích vào nút home đây. Nó có cái phần vòng vàng này. Kích vào, ấn vào cái phần là cái ảnh vừa rồi mình làm cho xuống dưới cùng. Đấy. Thì nó sẽ thành luôn. Còn nếu không mình sẽ vẫn di chuyển được trên này. Đấy. Đấy, mình sẽ di chuyển được theo cái kích thước mình muốn. Ừ. Còn ở đây mình sửa tên bình thường thế thôi. Đấy, thế thôi. Ok không ạ? Đấy. Thì nó giống như thành bạn này thôi. Ví dụ thế này, hoặc là bạn kia. Đấy. Vậy thì em quay trở lại cái ảnh này nha. Đấy. Ok không ạ? Chúng ta chuyển cho cái ảnh sau nó vừa cái khung này, sau đó thì chúng ta vào cái phần vàng vàng là xong. Ok.